lại có mặt tại một gốc cây. Wow, được một nửa rồi, người ơi. Ôi tổ ong rồi, người ơi, ong nó chui hết vào trong quần á. Wow, nhìn ong qua đá nhưng mà không biết là có cho mình mặt hay không nhá. Có cho mình mặt. Wow mọi người ơi, ong nó bít nắp quá là đẹp luôn á. Đây nè, trời ơi, đây nhá mọi người ơi, giờ là mình đã tới, lại có mặt tại một gốc cây, có một tổ ong khoái trên đó mọi người ạ. Cây rất chi là cao luôn. Wow, do là leo bộ từ dưới này lên rất chi là mệt nhá. Đây gần làng thôi mọi người ạ. Tổ ong này ở bên làng thấy nhá. Đây, tổ ong siêu cao trên đó luôn mọi người ơi. Bữa đi là bị rơi mất cái búa, hôm nay lại phải sắm cái mới mọi người ạ. Đây, wow, cây rất chỉ là giấy trèo nhá. Sắm được cái búa hơi nhỏ mọi người ạ, bé xíu à. Được một nửa rồi, người ơi, cũng rất chi là nhanh nhá. Đây mọi người thấy cả làng luôn. Ui xa, hết đinh rồi, giờ lại mình vào lấy thêm đinh nhá. Đinh ở sau túi này mọi người. Búa nhỏ và đóng xuống ghê mọi người. Nó nhẹ, không mỏi tay nhá. Thank you.
Wow, gần tới rồi. Wow, tổ ong ở trên nó mọi người nhá. Vướn vại trèo theo cái cây này này. Hướng cây, trời ơi, chắn đời quá. Wow, tỏa ngay đó mọi người ạ. Wow, đó mọi người, gần tới rồi, xíu nữa thôi. Có là nắng này nè, wow, ông bay đó mọi người ạ. Biết là có mật hay không nha, chứ ông thì có đó. Đó, ông đã tới đốt rồi. Ông này rất chỉ là nhiệt tình luôn. Ông quá là nhiệt tình nha. Đấy, giờ là đạt ở trên. Hello mấy chú ông nhá. Mấy chú ăn nhiệt tình là tiếp đón qua đi. Thank you.
nó vào người tổ ong này. Trời ơi, nó cụt cành. Tắt cụt cành luôn. Mà cây nó còn khô nhá mọi người. Đó mọi người. Trời ơi, phải nói là ong quá khủng thôi. Chà chà, ong này quá hung dữ nhá mọi người à. Đây nè. Trời ơi, tổ ong mọi người ơi. Ong nó chui hết vào trong quần á. Wow. Nhìn ong quá đá nhưng mà không biết là có cho mình mật hay không nhá. Đó mọi người à. Ong này. Ở mà thấy làng luôn nhá. Làng ở phía bên đó mọi người ơi. Wow. Cảnh rất chi là đẹp luôn. Bắt ong bưu thấy cả làng luôn. Rồi giờ là mọi người hãy cùng coi mình quét có mặt không nhá. Ong bưu đẹp đó nhưng mà liệu có cho mình mặt. Wow mọi người ơi, ong nó bít mắt quá là đẹp luôn á. Đây nè. Trời ơi, quá là thích luôn nhá cái cảnh này. Đó mọi người ơi, ong quá đẹp luôn. Wow. Thôi chê luôn người ạ. À. Mặt thì nắp dạng xóa luôn. Hello. À bên này thì nó hơi khô mặt nhá mọi người. Này. Nhưng mà được cái là vẫn có mặt. Được cái là vẫn có mặt là được mọi người. Nó hơi nhiều phấn nhá. Trời ơi, bên này hơi khó quay để mà cắt á mọi người ạ. Một bên thì phấn, một bên thì mật nhá. Wow. Hết biết ong khủng rồi mọi người. Quá đà luôn. Do là không có cảnh gì nữa để không quay được cho mọi người coi bên kia. Quay đầu mặt bên kia. Đó. Giờ là tách bỏ phần đi nhá. Bây giờ xong rồi. Nhanh gọn lẹ. Ui da. Mùi mật rất chi là thơm luôn. Quên quả bầu rất chi là đẹp luôn. Thank you.
Ông do gần làng nên là ông anh thấy ông anh chỉ cho nhé mọi người. Và cái điều mình bắt con về trong ăn nên là mình sẽ lấy cả con luôn. Đấy. Wow. Đó mảnh con này mọi người. Trời ơi ông quá là non. Ăn thì gọi chê nhá mọi người.